giới thiệu cho các bạn một chiếc xe đạp kiểu ở xã Tân Điền. Xe đạp của thằng áo đen, cái cây hình lá cần sa này. Rồi Hiền mở đem chiếc xe lại đây Hiền. Giới thiệu review chiếc xe đây. Rồi Hiền xuống đây. Cái này là cây bô. Bô xe Levi hả? Chiếc xe là xe có quay hay xe gì? Đây là một cái yên xe. Yên xe Rider hả? Ghê chưa? Rồi lên phía trước nè. Cái này là lọc gió hả? Còn cái này là gì? Móc xe gì? Còn đây là cái còi hả? Còi xe gì? Kêu không? Này. Giờ báo giá không đi. Đây là chủ nhân nè. Rồi mày báo giá thì nhiêu bán luôn nè? Triệu. Triệu hả? Xe này bán triệu là ai mua vô đăng ký mua nha. Ai mua? Rồi con nhỏ kia đi ra. Đây là chủ nhân của chiếc xe, bán giá 1 triệu. Bây giờ chạy thử nha các bạn. Chạy thử đi. Chạy mà xe quá xe. Xe tải không vậy? Rồi.